Xin chào các bạn, tôi đang ở trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nơi đẹp nhất của thành phố Hồ Chí Minh và là nơi được nhiều người quan tâm nhất trong thời gian qua, đó là Landmark 81. Vâng, đêm hôm qua chúng tôi vừa kết thúc một cái chương trình huấn luyện làm giàu từ đầu tư khóa 74 tại thành phố Hồ Chí Minh và có rất là đông nhà đầu tư, những nhà quan tâm đến thị trường đầu tư, thị trường tài chính và quan tâm đến tìm kiếm những cái kênh thu nhập tiếp theo của họ. Và ở trong chương trình này thì có rất là nhiều con người tuyệt vời. Họ đến từ những cái tỉnh rất xa thành phố Hồ Chí Minh. Họ đến từ Long An, từ Cần Thơ, từ Biên Hòa, từ Vũng Tàu. Và những con người đó thật sự là xứng đáng là trở thành những con người thành công, xứng đáng là những con người giàu có trong một tương lai không xa. Và sau khi kết thúc chương trình thì chúng tôi có những cái buổi giao lưu bên lề, giao lưu xung quanh cái sự kiện. Và ngay bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở đằng sau đây là tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 để cảm nhận những cái bối cảnh, những không gian rất là đẹp, chan hòa đầy nắng như này. Và điều đặc biệt, các bạn biết không, điều đặc biệt làm thế nào để tôi có những cuộc sống như bây giờ. Cách đây 12 năm trước, tôi bước chân dấn thân vào trong đầu tư tài chính, cũng như bạn đang xem video này thôi, bạn tìm đến tôi là bạn đang quan tâm đến đầu tư tài chính. Thì cách đây 12 năm trước tôi bắt đầu bước chân vào thị trường đầu tư tài chính. Và ngay sau đó một thời gian rất ngắn, tôi biết rằng đây là con đường mà tôi sẽ phải chinh phục nó. Đây là con đường mà tôi sẽ đi với nó trong suốt quãng đời còn lại. Và tôi đã làm việc với nó rất là tâm huyết và làm việc với nó ngày đêm. Và các bạn biết công thức không? Có một công thức rất vô cùng tuyệt vời. Cái công thức này, nếu bạn biết công thức này thì chắc chắn những cái việc bạn làm, bạn sẽ sớm nhanh chóng trở nên thành công, nhanh chóng thôi. Đó, cái công thức này hầu hết mọi người thành công đều áp dụng nó. Bạn muốn nghe tôi chia sẻ không ạ? Nếu muốn nghe tôi chia sẻ, hãy comment ở phía dưới là tôi muốn. Comment ngay đi, comment xuống phía dưới là tôi muốn. Tôi chia sẻ cho bạn công thức này. Công thức này rất đơn giản thôi. Đó là 4 giây 2 phút 72 giờ 21 ngày và 10.000 giờ. Đấy, công thức này có thể bạn đã nghe đâu đó ở đâu, nhưng cái công thức này qua chia sẻ của tôi thì bạn rất là dễ áp dụng. Cái công thức đầu tiên đó là 4 giây. 4 giây có nghĩa là thế nào? 4 giây có nghĩa là 4 giây đầu tiên trước khi bạn quyết định bất kỳ một công việc gì thì tạm thời dừng lại đã, dừng lại 4 giây, dừng lại, hít thở sâu, hít thở đều, hít vào thở ra đều đặn trong vòng 4 giây. Sau đó bạn hãy quyết định. Làm như vậy để làm gì? Làm như vậy để gì? Để cho bạn tập trung tâm trí trở lại cái việc bạn chuẩn bị ra quyết định. Như thế thì cái quyết định của bạn nó sẽ phù hợp đúng đắn với lại cái công việc hiện tại hơn. Và tiếp theo, 2 phút nghĩa là gì? 2 phút là một quãng thời gian rất là ngắn. Thế vậy là những công việc nào đòi mà làm có thể hoàn thành dưới 2 phút thì hãy làm ngay. Làm ngay, hãy comment ở phía dưới. Dưới công việc dưới 2 phút là làm ngay, hoàn thành ngay lập tức. Làm ngay nhá, làm ngay. Nếu những việc mà chỉ cần dưới 2 phút để hoàn thành, hãy làm ngay lập tức. Và cái công thức tiếp theo là công thức 72 giờ. Vâng, 72 giờ tương đương với khoảng 3 ngày, đúng không ạ? 3 ngày. Thế vậy là những cái việc nào, những ý tưởng nào, những cái hành động nào, những cái bạn, cái ý tưởng là bạn lóe lên trong đầu, hoặc là những cái việc gì bạn muốn làm, hoặc là những cái việc gì bạn mới tiếp xúc nó, mới lần đầu tiên gặp nó, hãy lập tức làm luôn trong vòng 72 giờ, tính từ lúc bắt đầu bạn nghĩ đến nó, bạn biết đến nó, bạn hình dung về nó. Bởi vì sao? Bởi vì sau 72 giờ mà bạn không hành động nó, bạn không, ví dụ như là bạn học bài một kiến thức mới, bạn sau 72 giờ bạn không ôn lại thì ngay lập tức những cái ký ức trong đầu bạn sẽ nhanh chóng quên đi và thay vào đó bằng những cái kiến thức mới, bằng những thông tin mới. Chính vì vậy cho nên là những cái gì bạn muốn làm, những cái gì bạn kiến thức mới, những cái gì bạn muốn hành động, những cái bài học mới, hãy ôn lại nó, hãy làm lại nó, hãy action ngay trong vòng 72 giờ đầu tiên, 3 ngày đầu tiên. Ok chưa ạ? Vâng, và cái công thức tiếp theo đó là công thức 21 ngày. 21 ngày là gì? Là để chúng ta hình thành một thói quen mới. Ví dụ như chúng ta tập thể dục, ví dụ như chúng ta làm luyện tập, ví dụ như chúng ta nghiên cứu về thị trường tài chính, thì hãy làm với nó liên tục trong vòng 21 giờ. Ví dụ như là, trong vòng 21 ngày. Ví dụ như là ngày đầu chúng ta tìm hiểu về thị trường tài chính, ngày 2 là tìm hiểu các kiến thức liên quan, ngày 3 là tìm hiểu xem ai có thể dẫn dắt được mình, ngày thứ 4 là tìm hiểu các cái phương thức có thể là kiếm được tiền trên thị trường tài chính. Và cứ như vậy liên tục cuốn mình cho đến hết ngày thứ 21. Hết ngày thứ 21 chúng ta lại tiếp tục một cái chu kỳ 21 ngày tiếp theo. Và cứ như vậy. Và đến công thức tiếp theo đó là công thức 10.000 giờ. Và bạn cứ làm liên tục như vậy, tổng thời gian bạn làm đủ 10.000 giờ thì bạn sẽ trở thành bậc thầy của lĩnh vực bạn đang làm. Và lúc đấy thành công đến là với bạn là tất yếu, đúng không ạ? Thành công đến với bạn là tất yếu. Vâng, tôi xin nhắc lại, đó là công thức 4 giây, 2 phút và 72 giờ và 21 ngày và 10.000 giờ. Vâng, đây là một công thức rất thần thánh. Tất cả những người, những triệu phú, những người thành đạt, những người thành công, những người
siêu giàu có, họ đều áp dụng những công thức này trong tất cả những cái việc mà họ tham gia, tất cả những việc họ tham gia, và giúp họ nhanh chóng để trở nên giàu có, giúp cho họ nhanh chóng trở nên thành công hơn. Như vậy là 10.000 giờ. Nếu như 10.000 giờ, bạn tưởng tượng là mỗi một ngày nếu bạn làm 1 giờ thì bạn cần phải 10.000 ngày bạn mới hoàn thành, bạn mới trở thành bậc thầy của lĩnh vực đấy được. Nhưng mà nếu mỗi một ngày bạn làm 2 giờ, mỗi ngày bạn làm 2 giờ thì bạn sẽ có gì có 5.000 ngày là bạn có thể thành bậc thầy của lĩnh vực đó. Nếu như mỗi một ngày bạn làm 10 giờ, mỗi ngày bạn làm 10 giờ về cái lĩnh vực bạn quan tâm thì bạn chỉ cần có gì 1.000 giờ thôi. Đấy, xin lỗi, 1.000 ngày thôi. Nếu mỗi ngày bạn làm 10 giờ thì bạn chỉ cần có là 1.000 ngày là bạn có thể thành master của lĩnh vực đấy rồi. Còn nếu như bạn mỗi một ngày bạn làm đến tận 20 giờ liên tục, điên cuồng liên tục từ sáng đến đêm liên tục một lĩnh vực đó thì bạn chỉ phải mất gì ạ? Bạn chỉ phải mất khoảng là 500 ngày thôi. 500 ngày cỡ khoảng hơn 1 năm. Hơn 1 năm là chúng ta có thể đạt đến thành công rồi. Vâng, Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các clip tiếp theo.